Sau các em chúng ta tiếp tục quay trở lại môn logic suy luận toán học. Chúng ta khi làm bài tập về phép đếm, đôi khi chúng ta có thể sử dụng biểu đồ cây để đếm các phần tử hoặc liệt kê các phần tử. Ví dụ sau đây cho chúng ta một cách giải bài toán đếm bằng biểu đồ cây. Có bao sâu nhị phân có chiều dài bằng 5 mà không chứa hai số 0 liên tiếp? Sâu nhị phân nha. Chúng ta cần phải hiểu, cần phải phân biệt giữa sâu với lại số. Nhị sâu thì có thể bắt đầu bằng chữ số 0. Nhưng mà số thì không. Ví dụ số 010, đấy không phải là số, đấy là sâu. Nếu viết 010 thì nó lập tức nó sẽ biến thành về số 10 ngày, đúng không? Nếu không là số. Như đây người ta bảo là sâu, chúng ta cần phải phân biệt. Sâu với số lúc làm bài tập phần này rất dễ bị mắc bẫy. Nhất là hồi lớp 11 chúng ta cũng từng làm bài tập phần này, người ta bảo tìm số các số có ba chữ số tự nhiên gồm dấu chấm chấm nhỉ. Thế là chúng ta phải trừ cái trường hợp số đứng đầu là bằng số 0 ra. Để bài hỏi chúng ta là có bao nhiêu sâu nhị phân có chiều dài bằng 5 mà không chứa hai số 0 liên tiếp. Thì bây giờ ấy, sâu có chiều dài bằng 5 thì tất nhiên nó có dạng là a b c d e, trong đó a b c d e là đều thuộc vào 0 đến 1, tập hợp 0 1 1. Nhưng mà để bài yêu cầu là không chứa hai số 0 liên tiếp thì cái chữ số đầu tiên a nó có thể bằng 0 hoặc là bằng 1. A có thể bằng 0 1. Bây giờ đề bài bảo là không chứa hai số 0 liên tiếp, cho nên đây nếu như số đứng trước là số 0 rồi thì tiếp theo chỉ có thể là con số 1. Chúng ta xử lý cái con đứng đầu số 0 trước. Nó đứng số 1 rồi thì tiếp theo nó có thể là con số 0. Cũng có thể là số 1. Đúng chưa? Ba chữ số rồi nhá. Đây là chữ số đầu tiên này, chữ số thứ hai này, chữ số thứ ba. Tiếp tục chữ số thứ tư thì anh này đang là con số 0 rồi. Tiếp theo không thể là con số 0 nữa mà chỉ có thể là con số 1. 1 rồi thì có thể là 0 hoặc 1. Đấy. Như vậy đây là số 4 này. Tiếp tục. 1 rồi thì tiếp theo có thể là 0 hoặc là 1. Nhưng mà 0 rồi thì tiếp theo chỉ có thể là 1. 0 hoặc 1. Nhớ cứ nhìn ở dưới cùng mà đếm ra là có bao nhiêu phần tử. Ví dụ như cái này mình thứ tự đi từ trên xuống dưới 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0. Đấy. Xong rồi tiếp tục 0 1 0 1 1 đến đây rồi đấy, sang đuôi đây đọc từ trên xuống dưới của nó 0 1 1 0 1. Tiếp tục đến chân cái này, con này đọc từ trên xuống dưới đến chân nó thì sẽ là gì? 0 1 1 1 0. Và đến đây thì là 0 1 1 1 1. Đấy, hết rồi. Đấy là cái đầu đứng là 0. Như vậy chúng ta thấy tận cùng nó có 5 cái thôi. Có 5 cái tận cùng. Như vậy là có 5. Tiếp tục bây giờ đứng đầu 1 thì tương tự. Tiếp theo có thể là 1, có thể là 0. Có thể là 0, có thể là 1. 0 rồi thì tiếp theo chỉ là 1. 1 tiếp theo chỉ có thể là 0 hoặc là 1. 1 rồi có thể là 0 hoặc là 1. 4 rồi nhé. Mà 0 rồi tiếp theo chỉ có thể là 1. 0, 1. Đây là 1. Đây có thể là 0, có thể là 1. 0, 1. 1. 0, 1. Bây giờ đếm ở dưới thì chúng ta biết. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ở đằng trước này có 5, sau có 8, như vậy cả thầy là có 13 sâu thỏa mãn đầy bài. Đấy, chúng ta sẽ liệt kê tiếp 8 cái con còn lại.
mà đứng đầu con số 1. Đấy là nghệ thuật sử dụng sâu, sử dụng biểu đồ cây để chúng ta giải bài toán. Đấy là bài thứ nhất, để tìm số sâu nhị phân có chiều dài bằng 5 mà không chứa hai số 0 liên tiếp. Được chưa? Nó là dễ đúng không? Sau đó chúng ta trả lời là cả thầy là có 15 à, có 13 sâu. Nếu mà muốn thích thì có thể viết liệt kê cụ thể ra, viết nốt ra 8 cái nữa là xong. Tiếp tục. Tiếp theo là ví dụ nữa là trận thi đấu thể thao giữa hai đội A và B gồm 5 ván, đội nào thắng 3 ván trước sẽ giành chiến thắng. Cái này nó tương tự như là đánh bóng bàn đúng không? Ai thắng 3-0, 3 ván trước là dừng lại luôn. Kể cả mới được 3 hiệp, 3 3 set. Đúng chưa nào? Rất quen thuộc ở lớp mình như đây, chắc rất nhiều bạn học học bóng bàn thi đấu rồi. Để bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái này vào cho chúng ta sẽ lập ra để cho nó rõ hơn một chút. Hay lập nó nhanh hết. Ví dụ người ta hỏi có bao nhiêu khả năng xảy ra trong trường hợp là hai đội thi đấu với nhau 5 set, đội nào thắng 3 set thì trận đấu được dừng lại. Thực ra 3 set đánh nữa làm gì? Anh kia đánh thêm nữa thì cũng khổ lắm mà được thắng 2 set nữa luôn. Cùng lắm mà thắng 2 set nữa thì đánh làm gì nữa. Cho nên là trận đấu nó dừng lại là như thế. Tại sao chúng ta thấy người ta đánh trên có hai người thi đấu với nhau 3 set đã dừng lại mà có người đánh 4 set vẫn chưa dừng lại. Ví dụ lúc đấy là hai đều rồi thì phải đánh tiếp. Nó phải lẻ set là như thế nhá. Rồi, bây giờ xảy ra tình bạn hướng nhất thì có thể A thắng. A thắng đấy là ván số 1. Ván thứ hai thì có thể là B thắng hoặc có thể A thắng. Bây giờ ván thứ ba cũng có thể A thắng, cũng có thể B thắng. Nếu như xảy ra tình huống A thắng ở bên trái thì rõ ràng là trận đấu dừng lại, bởi vì là A đã thắng đủ 3 ván, trận đấu dừng lại, dừng ở đây không đánh tiếp được. Giờ tiếp tục tương tự cái này, A thắng hoặc B thắng. Nếu như theo cái mạch đến chỗ này thì chúng ta thấy mới hiện nay mới là tỷ số 2-1. Đánh tiếp có thể A thắng, có thể B thắng. Nếu như A thắng thì rõ ràng lúc này là tỷ số đang là 3-1 nghiêng về A, trận đấu phải dừng lại bởi vì A đã thắng 3 ván rồi. Còn nếu như B thắng thì lúc này đang là tỷ số 2 đều, A thắng 2 ván và B thắng 2 ván, đánh tiếp có thể A thắng, có thể là B thắng. Chỗ này là A thắng dừng lại, chỗ này B thắng theo tỷ số là 3-2, B thắng tỷ số 3-2 và đằng trước là A thắng tỷ số 3-2. Sau là tương tự với con đằng sau. Còn đằng sau nếu như mà tiếp tục mà A thắng thì tỷ số 3-1 dừng lại. Có thể là B thắng. Lúc này đang tỷ số 2 đều, đánh tiếp. A thắng hoặc B thắng. Tương tự. Thì nếu con B thắng rồi thì tiếp tục đánh A thắng hoặc là B thắng. Nếu B thắng thì đang là B thắng tỷ số 3-1 dừng lại. Còn nếu A thắng thì lúc này đang tỷ số 2 đều, đánh tiếp. A thắng, B thắng. Đấy. Như vậy chốt lại ở đây là chúng ta đếm cái khoanh dưới cùng ấy. Thì nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy nếu A thắng trước thì có thể có 10 khả năng, 10 tình huống luôn. Đầu tiên là 3 trận A thắng liên tiếp 3 set dừng lại ngay. Tiếp là AABA. A thắng tỷ số 3-1. Tiếp AABBA, A thắng tỷ số 3-2. Tiếp AABBB, B thắng với tỷ số 3-2, vân vân. Như vậy nếu A thắng trước, tương tự như vậy các em sẽ vẽ nốt con B ra. Mà nếu B thắng trước thì thế nào? Như vậy. Như thế bên trái là có 10 khả năng, ở bên phải nó vai trò của AB nó tương tự. Nó cũng có 10 nữa, như vậy là có 20 kết cục xảy ra. Và như vậy bài toán được giải quyết xong. Đấy, đấy là biểu đồ cây. Tiếp theo là chúng ta sẽ học về hoán vị chỉnh hợp tổ hợp. Hoán vị chỉnh hợp tổ hợp chúng ta được nghiên cứu rất kỹ ở trong chương trình lớp 11 toán phần đại số giải tích.
Thì bây giờ tóm tắt như sau. Hoán vị. Một hoán vị của tập hợp gồm n phần tử khác nhau là một cách sắp xếp có thứ tự của n phần tử này. Bây giờ ví dụ như có ba cái số, đơn giản nhất là phân biệt về số như này, ba số, ba chữ số gồm 1, 2 và 3. Bây giờ nếu như chúng ta để theo vị trí thế này, 1 đến 2 đến 3 thì đây là số 123. 23. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta đổi chỉ hai vị trí hai hàng đằng sau với nhau thì chúng ta được là 132. Đấy là riêng hai đổi. Đấy là một đứng đầu. Tương tự như vậy hai đứng đầu. Hai đứng đầu thì có thể là 13, có thể là 31. Đây là 213. Còn đây là 231. Đúng chưa? Đấy. Đấy hoán vị của ba phần tử 123 đấy. Tiếp tục. Nếu ba đứng đầu thì có thể là 12, có thể là 21. Ở trên thì là 312, ở dưới là 321. Hết các kịch bản xảy ra. Đây chính là nhưng nếu như mà cái này chúng ta cũng có thể sử dụng hỗ trợ bằng cái biểu đồ cây mà ta vừa học ở trên. Có thể là một đứng đầu, hai đứng đầu, ba đứng đầu, tiếp theo có thể là hai hoặc là ba, tiếp theo có thể là một hoặc là hai, tiếp theo một hoặc ba, đây có thể là một hoặc hai. Cái này đối với nhau chỉ là hình thức hiểu biết. Nếu một hai rồi thì đây thì là ba. Đây chỉ có thể là hai. Đúng chưa? Tương tự như vậy, đây chỉ có thể là 3, đây chỉ có thể là 1, đây có thể là 2, đây có thể là 1. Đếm xem, cũng 6 cái đúng chưa? Thế thì bây giờ chúng ta phải phân biệt cái loại là người ta bảo là tìm các hoán vị. Tìm các hoán vị thì đây. Chúng ta liệt kê ra 6 hoán vị đúng không? Tìm các hoán vị, nếu đề bài hỏi là tìm các hoán vị của ba phần tử 123 hoặc là của cái phần tử của cái tập hợp như này thì chúng ta liệt kê như trên, 1 2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 2 1. Đúng chưa? Thế là tìm các hoán vị. Thế còn nếu đề bài bảo là số hoán vị thì loại khác. Số hoán vị của cái tập hợp gồm 3 phần tử là 1 2 3 thì chính là bằng P3, bằng 3 dây thừa, tức là bằng 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thế thì người ta ký hiệu chữ P ở đây là viết tắt của chữ permutation. Permutation tức là hoán vị, đổi vị trí. Thế thì chúng ta có thể trong máy tính cũng có ví dụ như là 6 dây thừa bấm có đúng không? Đấy là số hoán vị. Để phân biệt là tìm số hoán vị, tìm các hoán vị với lại số hoán vị. Đừng để người ta răng bẫy về cái câu câu hỏi về cái chuyện là lỗi chính tả. Người ta hỏi là các hoán vị của tập hợp gồm một các ba phần tử 1 2 3 là gì. Phương án thứ nhất là nó liệt kê kia. Phương án thứ hai nó có thể liệt kê sai đi. Rồi đến phương án thứ ba nó lại cho P3 bằng 6, mình khoanh luôn 6 là mình chết. Nó đang hỏi là các hoán vị. Xin nó có hỏi là số hoán vị đâu. Số hoán vị thì bằng 6 nhưng mà các hoán vị thì lại là phải là cái dòng trên. Nhé, đừng để mắc lỗi vớ ha vớ vẩn. Đấy là thầy giáo nói về ví dụ này. Tiếp tục. Trường hợp một trường hợp chập R của tập hợp gồm N là phần tử là một cách sắp xếp thứ tự R phần tử của tập hợp này. Và trong trường hợp khi R bằng N thì một hoán vị này nó trùng với lại trình hợp, tức là mỗi một hoán vị của tập hợp gồm n phần tử chính là một trình hợp chập n của tập hợp n phần tử. Đấy. Thế thì người ta đã chứng minh là số trình hợp ARN thì bằng n chia cho n trừ r, tất cả dây thừa n dây thừa chia cho n chia r dây thừa. Đấy. Đấy là trình hợp. Thế thì ví dụ câu hỏi như này, cho tập hợp A gồm các phần tử là ABCD, tìm một hoán vị của S
vì một chỉnh hợp chập 3 của S. ABCD. ABCD. Nó bảo tìm một hoán vị. Ví dụ chúng ta lấy luôn là ABCD đi. Đây là một hoán vị của nó. Một hoán vị. Bây giờ nó bảo chỉnh hợp chập 3. Chỉnh hợp chập 3. Tất nhiên chúng ta có thể sử dụng. Bây giờ nó bảo là tìm một thì mình có thể lấy ví dụ ABC chẳng hạn. Đây là một chỉnh hợp chập 3. Còn nếu các em đóng không mở ngoặc cái này là các em sai luôn nhé, đây không còn là chỉnh hợp nữa. ABCD. Đấy, đấy là một ABC, đấy là một chỉnh hợp chập 3. Một chỉnh hợp chập 3. Của 4 phần tử. Thế nếu đề bài bảo là đi tìm, đi tính số hoặc là liệt kê hoặc là tìm tất cả các chỉnh hợp chập 3 của 4 phần tử ABCD thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp liệt kê hoặc là sử dụng chính cái biểu đồ cây theo vừa dạy để chúng ta thiết lập. Nào, chỉnh hợp chập 3, 3 nhá, thì nó có thể bắt đầu bằng A, tiếp theo A rồi, A đứng rồi thì nó có thể là B, C hoặc là D, B rồi thì có thể là C hoặc là D, C rồi thì có thể là B hoặc là D, D rồi thì có thể là B hoặc là C. Đấy, A đứng đầu, tương tự như vậy các em làm cho thầy B và C và D. Thầy nói riêng A đứng đầu nhé, thì chúng ta đã có các phần tử ở đây là gì? ABC, ABD, ACB. ACD, ADB và cuối cùng là ADC. Đấy là đứng A đứng đầu nhé. Tương tự như vậy các em thiết lập cho con B đứng đầu, C đứng đầu hoặc là D đứng đầu. Thì chúng ta sẽ ra là mỗi một cái này là có 6 cái, như vậy cả thầy là có 24. Như vậy số chỉnh hợp chập 3 của 4 phần tử là, đấy là các em người ta bảo là tìm các chỉnh hợp, tìm các chỉnh hợp chập 3 của 4 phần tử tập hợp ABCD. Thì chúng ta liệt kê như trên. Đây thầy đã mới liệt kê cho tạm cho trường hợp là A đứng đầu. Các em có thể tương tự như vậy, các em cho thầy B đứng đầu, C đứng đầu hoặc là D đứng đầu. Thì thầy giáo viết đại diện cho 6 cái, chúng ta tự viết 18 cái nữa. Đấy là các chỉnh hợp. Thế còn đề bài bảo là số chỉnh hợp thì có hai cách. Một là chúng ta liệt kê giống như trên, chúng ta đếm. Thì 6 x 4 để bằng 24. Hoặc là chúng ta tính bằng công thức. Hoặc là chúng ta tính bằng công thức, đúng không ạ? Tính bằng công thức thì nó thế nào? A 34, A 34 thì là bằng 4 giai thừa chia cho 4 trừ 3 giai thừa. 4 giai thừa là 1 x 2 x 3 x 4, dưới 1 giai thừa là 1. Như vậy kết quả chính là bằng 2 x 3 x 4 là bằng 24. 24 phần tử. Số chỉnh hợp chập 3 của 4 phần tử là bằng 24. Được chưa? Cũng trùng với trường hợp là chúng ta liệt kê ở trên. Các em tự viết nốt cái trên. Đấy, cho nên khi làm bài tập chúng ta phải phân biệt chỉnh hợp này, tổ hợp này, số chỉnh hợp hay số tổ hợp nó khác, mà các chỉnh hợp nó lại khác. Đừng có nhầm lẫn về lỗi kiểu không nhầm đáng tiếc như thế. Rồi. Như vậy ví dụ này chúng ta đã xử lý. Thế thì chỉnh hợp và tổ hợp thì nó phụ thuộc vào thứ tự. Đấy, việc đổi thứ tự nó sẽ được một cái phần tử mới, cách xếp mới. Nói đơn giản thế này, ba bạn ABC là một bạn được huy chương vàng, một bạn huy chương bạc, một bạn huy chương đồng. ABC theo thứ tự là vàng, bạc, đồng. Nó khác với lại ACB. Đúng không ạ? Đấy, vàng, bạc, đồng nó khác hẳn. Thế còn bây giờ về tổ hợp. Một tổ hợp chập R của tập hợp gồm N phần tử là một cách chọn không quan tâm gì thứ tự. Thì mỗi một tổ hợp chập R của tập hợp N phần tử chính là một tập con gồm R phần tử của tập hợp đó. Đấy, như là tập con. Bây giờ chúng ta có câu hỏi là sau. Cho tập hợp A gồm các phần tử ABCD.
yêu cầu đi tìm các tổ hợp chập 2 của tập hợp gồm 4 phần tử A như quả đấy, ABC phân biệt tổ hợp và chỉnh hợp, làm nhầm người ta cười cho thối mũi. Bây giờ đề bài bảo là tìm các tổ hợp chập, chứ chưa nói là đếm nha, số tập hợp nha, cần phân biệt là các tổ hợp. Thế bây giờ mình có thể lấy A chẳng hạn, thì cái anh còn lại có thể là B, có thể là C, có thể là D. Như vậy trong đó bắt buộc có A đã xử lý xong. Có thể có B không viết ngược lại này đâu nhé, viết ngược lại là nó trùng với cái trên. Bởi vì định nghĩa hai tập hợp bằng nhau là hai tập hợp gồm mọi phần tử thuộc tập này đều thuộc tập kia và ngược lại. Cho nên viết như này là sai luôn, là thừa. Nó trùng với cái trên. BC viết theo quy tắc là nó viết từ trái qua phải, không viết giật ngược lại nữa. Đấy là tổ hợp BC BD. Rồi. SP. Xong rồi. Thực ra nó có ba cái, nhưng cái trên nó tính một lần rồi. Tiếp tục đầu C. CD. Không quay ngược lại CB với CA đâu, CB CA là có ở trên rồi. CA đây. CB đây. Như vậy là chúng ta có cả thảy là 6 tổ hợp chập 2 của tập hợp gồm 4 phần tử A bằng ABCD như trên bảng, đúng chưa? Đấy, đề bài bảo là tìm các tổ hợp thì mình phải liệt kê nó ra như này. Nhưng đề bài bảo là tính số tổ hợp. Tính số tổ hợp thì nó lại khác. Số tổ hợp chập K của n là phần tử được tính bởi công thức là dưới hết lên trên, trên cho xuống dưới. Tiếp theo là n trừ k hay thừa. Ví dụ như trong bài này chẳng hạn thì là C24 dưới cho lên trên, 4 hay thừa. Trên cho xuống dưới trừ nhau. 4 dài thừa thì là 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4. 2 dài thừa là 1 nhân 2 ở sau 1 nhân 2. Cái này dần. Con này còn 2, kết quả bằng 6, đúng như chúng ta liệt kê ra 6. Đừng có nhầm lẫn giữa là tìm các tổ hợp với lại tính số tổ hợp. Được chưa? Cái chữ tổ hợp là viết tắt của chữ combinat. Tức là tổ hợp, vì thế nó ký hiệu chữ C. Thì chắc là chúng ta cũng nhớ được cái cách bấm máy rồi đúng không? Ví dụ số tổ hợp tập 2 chập 2 của 4 phần tử, chúng ta sẽ bấm 4 trước. Xong bấm vào phím Shift, bấm vào nút chia này. Nó xuất hiện là 4C2, 4C bấm 2 là bằng 6, chuẩn luôn. Để số chỉnh hợp thì bấm cái bên cạnh. Viết tắt của chữ P là viết tắt của Position. Hai cái nó viết gộp lại. Nhưng nó quy ước thế thì làm sao được. Được chưa? Rồi, đấy là chỉnh hợp và tổ hợp và hoán vị. Thế thì người ta đã chứng minh được cái công thức sau đây là CKN thì bằng CN trừ KN. Thì đặc điểm của cái này là gì? Hai cái chỉ số dưới giống nhau. Hai chỉ số trên này cộng với nhau chính là bằng N. Ví dụ là tại sao thầy giáo phải nói cái chỗ này, bởi vì đề bài sau này người ta có thể kiểm tra là trong số các đẳng thức sau có bao nhiêu đẳng thức sai nhỉ? À, bao nhiêu đẳng thức đúng nhỉ? Ví dụ C20 ở dưới là 2021, ở trên là 18. Thế thì theo công thức nếu như nó muốn bằng ấy, thì cái con ở trên phải là 2021 trừ đi 18. Như vậy là 2003 đúng không? Hay mình bấm máy thử xem cái này bằng nhau. Đồng chí nào bấm máy thử xem có bằng nhau. Rồi. Đây chúng ta sẽ làm một bài tập giả sử có 8 vận động viên chạy thi, người về đích đầu tiên được trao huy chương vàng, thứ hai huy chương bạc, thứ ba huy chương đồng. Có bao nhiêu cách trao huy chương nếu như tất cả các kết cục đều có thể xảy ra? Không phải là cái anh A đánh mọi ngày anh chạy giỏi nhất thì lần này anh chắc chắn là huy chương vàng, không phải. Đây là đề bài mọi kết cục đều có thể xảy ra. Rồi, trong thời gian đó thì thầy giáo sẽ điểm danh Phạm Ngọc Thuận, Vũ Thị Lệ Thu, Phạm Thái Hưng.
Phạm Thái Hưng 29465, bán Nguyễn Quốc Khánh, Có. mã sinh viên này là gì? A311151. Nguyễn Duy Hùng, Phạm Nhật Thư, Phạm Nhật Thư 32531. Dương Thị Thảo, Có. Tống Khánh Linh, Có. Quất Hồng Sơn, Có. Ngô Đức Minh, Vương Đức Anh, Có. Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Thạc Kiên, Nguyễn Thị Phương, Dương Ngọc Ánh. Có ạ. Mã sinh viên của em là gì? 234763 ạ. Lê Văn Thành, Hoàng Mai Trinh, Có. Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Minh Anh bắn Nguyễn Thị Huyền Trang. Thầy ơi, cái tên mình danh rồi ạ. Không hiểu. Em tên gì? Em tên gì? Thầy điểm danh đến A37 chưa ạ? Mệt quá, cô này chắc mới vào lớp à? Nguyễn Thị Huyền Trang. Nguyễn Thị Huyền Trang 34896. Bạn Trần Thị Thu Thùy, Trịnh Thị Thu Thùy. Có ạ. Tống Đăng Quang. Có. Nguyễn Thùy Trang. Phạm Phương Thảo. Phạm Phương Thảo 35263. Đào Duy Hoàng. Có. Nguyễn Thị Phương. Nguyễn Thị Phương 35369. Nguyễn Thị Phương Thảo 35369. Nguyễn Thị Phương Thảo. Tờ in nó mở quá. Nguyễn Tố Ngọc Trâm. Nguyễn Tố Ngọc Trâm. Đỗ Thị Thu Hà. Trần Thị Thảo Vân. Có. Lê Khánh Trang. Có. Nguyễn Tuấn Minh. Có. Nguyễn Hồng Nhung 35479. Có. Tống Thị Huyền. Có. Đặng Anh Hoa. Có. Nguyễn Thị Tuyết. Có. 35565. Có. Tên gì? Nguyễn Thị Hồng Nhung ạ. 35598. Em có. Họ tên gì? Nguyễn Thị Hồng Nhung ạ. Số bao danh? À quên. Ngày tháng nào sinh? 30/11/2001 ạ. Nguyễn Thị Thơm. Có. Phạm Thị Trang. Có. Đinh Trọng Thi. Có. Trần Trịnh Minh Phượng. Có. Nguyễn Thị Thúy Linh. Có. Nguyễn Minh Quang. Có. Hà Thị Thanh Thư. Có. Hà Thị Thanh Thư. Đinh Thị Hoàng Lan. Mã sinh viên của em là gì? A36147 ạ. Nguyễn Thị Hồng Thu. Có. Nguyễn Xuân Linh. Nguyễn Thanh Thảo.
Có ạ. Mã sinh viên là gì? 236202 ạ. Ngô Thị Hòa. Có ạ. Rồi, vừa ăn cơm xong hát khỏe thế. Đặng Thùy Giang. Có ạ. Đàm Hương Giang. Đàm Hương Giang. Bán. Lê Thúy Ngọc. Có Mã sinh viên của em là gì? A36314 ạ. Nguyễn Thị Hồng Nhung. Có Mã của em là gì? A36316 ạ. 36494. Có Tên là gì? vẫn không ai ạ. Nguyễn Đức Hải. Có Chu Thị Thanh Hương. có Nguyễn Thị Phương Thảo 36700. Dư Thị Mai Hương. có Nguyễn Linh Chi. có Nguyễn Mai Thi. có Quân Thị Tú Anh. Quân Thị Tú Anh. Ngô Thục Anh. có Mã sinh viên của em là gì? A37225 ạ. Trần Thị Hồng Trang. Có Trương Văn Tùng. Nguyễn Thị Hương Ly. Trần Thị Kim Cúc. Nguyễn Phương Anh. Mã sinh viên của em là gì? 37364 ạ. Nguyễn Tiến Huy. Đặng Thị Thúy. Trời ơi. Có ạ. Hà Trung Đức. Hà Trung Đức. Lại Thị Hoài. Có ạ. Mã sinh viên của em là gì? Đây duy nhất của em là A37416 ạ. Phạm Thị Hồng Anh. Phạm Thị Hồng Anh. Có Ở đấy. Mã sinh viên của em là gì? A37182 Tên của em là gì? Phạm Thị Hồng Anh Ngày tháng năm sinh. dạ Ngày tháng năm sinh. 27 tháng 2 2011 ạ. Cái gì? 27 tháng 2 năm 2011 á? 2001 ạ. À, rồi. 2001 ạ. Rồi, cảm ơn. Xong bài này chưa nào? Như vậy là chúng ta thấy cái bài này người ta hỏi ở đây á, thì mình chúng ta biết là huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng là nó khác nhau về màu rồi. Như vậy là chúng ta liên tưởng đến cái việc là vị trí, thì ở đây người ta có hai người làm như sau. Bây giờ nói về huy chương vàng ấy, thì bởi vì có 8 vận động viên dự thi ấy, thì sẽ có 8 cách. Đúng chưa? Thế sau đó thì trao huy chương bạc. Sau khi trao huy chương vàng rồi thì bây giờ chỉ còn 7 người thôi. Sẽ có 7 cách trao cho một trong 7 người. Tiếp tục. Sau đó thì trao huy chương đồng. Còn lại 6 người đúng không? Có 6 cách. Như vậy theo quy tắc nhân chúng ta sẽ có 8 nhân 7 nhân 6. Trao huy chương vàng nhé, cho một trong 8 người thì có 8 cách. Trao huy chương vàng cho một trong 8 người thì có 8 cách. Sau đó trao huy chương bạc cho một trong 7 người còn lại trừ cái người ở trên nhé, thì có 7 cách. Sau đó trao huy chương đồng cho một trong 6 cách, 6 người còn lại thì có 6 cách. Ở đây là phải trao hết, cho nên là chúng ta phải sử dụng cái phép áp dụng quy tắc nhân. Chúng ta sẽ có 8 nhân 7 nhân 6 bằng bao nhiêu, tự tính ra. Cách. Đấy là một người thứ nhất người ta làm. Tiếp tục.
Người thứ hai thì người ta lại làm thế này. Mỗi một cái cách trao huy chương vàng bạc đồng ấy là một chỉnh hợp chập 3 của 8 phần tử. Mỗi một cách trao huy chương vàng bạc đồng là một chỉnh hợp chập. Mỗi một cách trao huy chương vàng bạc đồng. Là một chỉnh hợp chập 3 của 8 phần tử. 8 phần tử là 8 người đi thi ấy. Do đó số cách trao huy chương, do đó số cách trao huy chương chính là A38. Và chúng ta bấm máy xem thử. Ở cách trên dưới trước nhé, là chúng ta có 8 nhân 7 nhân 6 bằng, ở trên là 336. 336 cách. Thứ hai là ở đây chúng ta sẽ bấm. Cứ vừa học vừa tinh 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 thế học hành gì đúng không? 8 ship cái dấu nhân đấy. P 3 bằng, thôi chết rồi, cũng bằng 336 cách. Số cách chào này chính là 336. Nè, trong hai đồng chí này, đồng chí nào giải sai? Hay là sai cả hai? Hai người giải, một người giải là theo quy tắc nhân, còn một người là giải theo cái vừa học xong. Ai giải đúng, ai giải sai? Ai giải đúng, ai giải sai? Nguyễn Tiến Huy. Ồ, đồng chí Nguyễn Tuyết Hy rồi. Điểm danh xong là biến à? Lặn luôn à? Nguyễn Tiến Huy gọi lần thứ ba không có, tính vắng. Em đây ạ, em Ô đây đấy, ạ, em đây ạ. sao gọi thì không thích trả lời? Em vừa đi xuống nhà một tí ạ. Trả lời câu hỏi này, hai người giải như trên, có người nào giải sai? Em thấy là em nghĩ là người bên dưới đã dùng A thì sai ạ. Có ai có ý kiến khác không? Phạm Thị Hồng Anh có ý kiến khác không? Phạm Thị Hồng Anh. Phạm Thị Hồng Anh gọi lần thứ ba. Chứng tỏ các bạn điểm danh xong là nó bắt đầu đi ngủ rồi sao? Phạm Thị Hồng Anh gọi lần thứ tư không có, tính là vắng. Như vậy ở đây ấy, chúng ta thấy là thực ra là hai người đều giải đúng cả. Một người thì dùng quy tắc nhân và một người sử dụng cái chỉnh hợp. Chỉnh hợp nào kết quả của cái quy tắc nhân mà thôi. Đấy, hai người đều giải đúng cả. Ai có ai giải sai thì hai người đều giải đúng. Cái bài tìm các tổ hợp chập 2 của phần tử A thì vừa nãy chúng ta làm rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ dùng hệ số khai triển nhị thức. Và trước hết chúng ta sẽ làm cái bài tập này đã.
Có bao nhiêu cách chọn năm trong số 30 sinh viên trong lớp tham dự đại hội sinh viên của trường? Xin mời Đặng Anh Hoa. Đặng Anh Hoa. Đặng Anh Hoa gọi lần thứ ba. Không có tính là vắng. Người khác. 35479. Ba năm bốn bảy chín. Không có tính vắng tiếp. Ngạc nhiên thế nhỉ. Gọi không trả lời thì tính là vắng còn gì nữa. Nhá, rất nhiều bạn điểm danh xong là ao ra ngoài, chốc là nếu mà xem mức độ có thể cấm thi luôn. Điểm danh xong là ao ra ngoài. Thế xin lỗi. Lớp này hơi đặc biệt. À, bây giờ sĩ số còn có 57. 58 người cộng với thầy còn 57. Sĩ số đến 70 người, nên là phải đào danh sách xuống chốc tùy căn cứ mà xử lý. Điểm danh xong phát lượn luôn. Cái này thì thi cái gì? Phạm Nhật Thư ao ra ngoài gần 20 phút. Thầy ơi, nhà em vừa bị mất điện ạ. Nhà em mất điện mà thầy không tính điểm danh. Nhưng mà em vào từ lúc 1 giờ nhưng mà em bị mất điện nên là em mới vào lại rồi ạ. Em phải nhật thư với ạ. Rất tiếc điểm danh xong rồi. Có bao nhiêu cách chọn năm trong số 30 sinh viên trong tham dự đại hội sinh viên của trường? Xin mời A36494. A36494. Dạ. Tên này là gì đấy? Nguyễn Phương ạ. Trả lời câu hỏi. Có bao nhiêu cách ạ? Cái người ta lấy ra năm trong số 30 này em phân tích cho thầy nhé, là nó có lấy ai làm trưởng đoàn, phó đoàn này, thư ký, ủy viên gì không? Không ạ. Không có, tức là nó không phụ thuộc vào thứ tự hay là có phụ thuộc vào thứ tự? Dạ. Không có là phụ có thứ tự hay là không phụ thuộc vào thứ tự? Không phụ thuộc vào thứ tự ạ. Không phụ thuộc vào thứ tự thì ta dùng cái gì? À
dùng phương pháp nào đúng không ạ? Không phụ thuộc vào thứ tự thì ta dùng chỉnh hợp hay tổ hợp? Tổ hợp ạ. Tổ hợp tức là bằng, như vậy là số cách ở đây là chính bằng cái gì? Đấy ạ, vâng, sinh năm của 30 ạ. Cái gì, ai bảo cái gì đi? Bạn nào bạn nhắc hộ đấy. Không biết nhưng mà... Đây ạ. Ở đây nó bảo, người ta bảo là số cách chọn 5 trong số 30 sinh viên trong lớp tham dự đại hội sinh viên của trường, thì không hề nói đến ai trưởng đoàn ai phó đoàn. Cho nên đây số cách này nó chính là bằng số tổ hợp chập 3 của chập 5 của 30 phần tử, tức là C3 C5 30, và chúng ta có thể bấm máy ra dễ dàng. Máy thế. Đấy. Cái gì máy thế mới đấy đấy cái gì? 30 ship C5 bằng 142.506. Xong. Được chưa? Rất dễ dàng. Đấy, xong. Tiếp tục, chúng ta có một cái định lý về hệ số nhị thức là như sau. CKN cộng 1 bằng CK trừ 1 N cộng CK N. Thì nói chung là cái hằng đẳng thức Pascal. Thế thì chúng ta làm thế nào mà nhớ được cái hằng đẳng thức Pascal này? Bởi vì người ta có thể hỏi là, người ta cho mấy cái hằng đẳng thức, nó hỏi là có bao nhiêu đẳng thức đúng, hoặc là, thì chúng ta làm như sau. Chúng ta nhớ là trong cái tổng ấy thì là hai cái chỉ số dưới của nó bằng nhau, thế còn hai cái chỉ số trên ấy thì nó hơn kém nhau một anh. Chỉ số dưới này này bằng nhau này, chỉ số trên là hơn kém nhau một, thì sẽ lấy sang bên này sẽ là lấy chỉ số lớn hơn, và ở dưới sẽ phải tăng lên một. Đấy. Ví dụ C90 2000 cộng C91 2000. À, như vậy là ở dưới chúng ta sẽ phải tăng lên một, tức là 2001, ở trên là phải lấy chỉ số lớn hơn. Dễ hiểu chưa? Đấy. Tiếp tục. CX N cộng 2 cộng CX trừ 1 N cộng 2. Như vậy bên này, bên phải sẽ là, bên trái sẽ là hai cái chỉ số kia nó hơn kém nhau một đơn vị này. Bên kia nó sẽ là chỉ số lớn hơn. Ở dưới là N cộng 2 giống nhau. Bây giờ nó sẽ phải tăng lên một đơn vị là N cộng 3. Không tin viết ra mà chứng minh. Đấy, đấy là viết hai cái thành một. Có trường hợp nó viết một cái thành hai, nó tách ra. Ví dụ C7 40 thì sẽ bằng C7 39 cộng C6 39. Nếu nghi ngờ xin mời bấm máy thử. Đấy là nghệ thuật tách từ hai cái gộp vào, xong là từ một cái tách thành đôi. Đúng chưa? Sẽ có một số bài tập giống nguyên nó. Ví dụ như trong bài chúng ta tách ra C3 C2003 2016 thì bằng C2002 2015 cộng với C2003 2015. Hay là C4 2009 cộng C3 2009. Thế ra kết quả là C4 2009 2010. Và cứ thế. Ở đây nó lại giống nhau, chỉ số dưới N trừ 1, ở số trên là một cái là K trừ 1, một cái là N. Như vậy chúng ta sẽ ra thế này. Đấy. Đúng chưa? Rồi. Nhưng mà dấu trừ thì mệt hơn một chút. Dấu trừ thì mình tách cái thằng kia ra. Mình phải tách cái CK N ra. Thì cách tách thầy giáo vừa nói dạy rồi. Chúng ta sẽ viết cái chỉ số ở dưới là giảm đi một đơn vị.
Chắc chúng ta đang lăn tăn ở cái chỗ con 4 này hả? CKN trừ đi CK trừ 1 N trừ 1. Làm thế nào để biết nó bằng như thế? CKN trừ đi CK trừ 1 N trừ 1. Trong trường hợp như này thì mình tách cái con đứng trước. Chỉ số dưới giảm đi 1 nhé. Đúng chưa? Hai thằng này nó trừ nhau hết. Thì nó còn CKN trừ 1. Đấy ạ. Tách ra như thế là xong ngay tức thì. Rất đơn giản. Từ cái ở trên thì người ta sắp xếp thành một cái dạng Palmberg Pascal như trên bảng. Trước khi vào cái định lý hệ số nhị thức thì chúng ta đi lấy cho thầy cái máy tính bỏ túi để chốc thầy giáo hướng dẫn. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao đến đúng 2 giờ là bắt đầu tiếp tục.